Vâng, thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và chắc hẳn lúc này đường phố tại Hà Nội cũng đang rất tấp nập rồi. Và bản tin 360 độ thể thao cũng đã mang về một vị khách mời vừa mới có mặt ở V-League Awards 2023 về với trường quay S12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, và chúng ta sẽ gặp vị khách mời này sau. Và bây giờ hãy cùng đến với những ảnh mới nhất. Và tối ngày hôm nay thì Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam VPF cũng đã tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2023 để tôn vinh những cá nhân có những tập thể xuất sắc hơn. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel. Hoàng Đức ra sân ở cả 20 trận đấu, ghi 5 bàn và có 5 pha kiến tạo trong mùa giải vừa qua và đóng vai trò không thể thiếu ở câu lạc bộ Viettel. Hoàng Đức cũng có tên trong đội hình tiêu biểu của V-League 2023. Bên cạnh đó, thủ môn là Nguyên Mạnh, các hậu vệ là Văn Thành, Việt Anh, Thanh Bình và Văn Hậu. Các tiền vệ là Hoàng Đức, Hải Huy, Văn Đức và Lâm Tý Phồng. Tiền đạo là Tuấn Hải và Rafenson. Huấn luyện viên Bojida Bandovic của câu lạc bộ Hà Nội được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải, còn tiền vệ Thái Sơn của Đông Á Thanh Hóa là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Mùa giải 2023 đánh dấu những thay đổi lớn của V-League khi công nghệ VAR được áp dụng từ giai đoạn 2 và trọng tài Ngô Duy Lân được bình chọn là giải vàng trọng tài xuất sắc. V-League Awards cũng đã vinh danh các câu lạc bộ đã thi đấu ấn tượng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League, câu lạc bộ Quảng Nam vô địch giải hạng nhất và giành quyền lên hạng, còn Đông Á Thanh Hóa vô địch cúp quốc gia. Mùa giải 2023 đã khép lại dầu cảm xúc và V-League 2023-2024 sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm nay và kết thúc vào tháng 7 năm 2024. Vâng, như đã hứa hẹn thì chúng tôi đã ngay lập tức mời cầu thủ xuất sắc nhất của V-League 2023 về tới trường quay S12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin giới thiệu với quý vị khán giả cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức. Ngày hôm nay thì Nguyễn Hoàng Đức đã có mặt tại lễ trao giải V-League Awards 2023 và giờ đây ngay có mặt tại S12. Vậy thì đã 3 năm rồi thì Hoàng Đức mới trở lại với S12, cảm giác của bạn như thế nào ạ? Lần trở lại này thì cảm giác của cá nhân Đức rất là khác, vì ở 3 năm trước là Đức đến đây với tư cách là nhà vô địch V-League. Còn này thì Đức đến với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. Vâng, một câu hỏi cá nhân trước. Tôi thấy là Hoàng Đức khi mà trao giải thì có mặc một bộ com lê siêu rất là lịch lãm cùng với một chiếc nơ, có thể nói là nổi bật. Và nếu mà được trao giải thì tôi cũng nghĩ đó là trang phục nổi bật nhất của lễ trao giải hôm nay. Vậy thì bạn đã chọn trang phục này đến từ những người ý nào ạ? Thực ra thì Đức chuẩn bị từ lúc buổi trưa và có hỏi qua ý kiến của mẹ và chị. Và mẹ và chị cũng đã khen bộ này rất là đẹp, nên là Đức đã đồng ý và mặc cái bộ đó để đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Dạ vâng, chắc là tôi nghĩ là bạn sẽ luôn luôn phải tham khảo mẹ và chị của mình, vì tôi cảm thấy là sự lựa chọn đó là hoàn toàn chính xác. Và cùng trở lại với vấn đề chuyên môn, Đức đã nói là 3 năm trước Đức đến đây với tư cách là một thành viên của một đội bóng vô địch tại V-League. Và năm nay thì đội bóng của bạn chỉ nằm trong top 3, câu lạc bộ Viettel nằm ở trong top 3 V-League. Nhưng về mặt thành tích cá nhân thì bạn đã có được sự xuất sắc nhất định. Vậy thì Đức có cảm thấy là màn trình diễn của mình năm nay đã có được như kỳ vọng hay không với cá nhân Đức? Đối với cá nhân Đức thì sau khi kết thúc mùa giải đến bây giờ thì Đức nhìn lại thì mùa giải rồi thì Đức cũng có những khoảnh khắc cũng như là có thể kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, cũng đã đóng góp những bàn thắng. Còn thực sự thì ở mùa giải vừa rồi Đức cũng cảm thấy mình chưa được thực sự là tốt lắm. Và Đức cũng sau khi nhận giải này thì Đức cũng cảm thấy mình phải cần cố gắng hơn nữa để cố gắng hơn nữa cho những năm tiếp theo. Vâng, và năm nay được biết là câu lạc bộ Viettel thì cũng toàn những gương mặt rất là trẻ. Hoàng Đức sinh năm 1998, đang ở có thể nói là ở một thời kỳ chính của một cầu thủ chuyên nghiệp, và bạn cũng đã bắt đầu có thể trở thành một tấm gương để cho những em trẻ noi theo. Vậy thì ở trong một đội hình mà bây giờ Đức cũng đang là trụ cột nơi tuyến giữa, vậy thì bạn cảm giác nhiệm vụ của mình như thế nào? Nói chung Đức ở trong đội cũng không phải thuộc dạng là thành viên quá nhỏ tuổi đâu, nhưng mà vẫn còn những anh lớn nữa. Và hiện tại thì ở câu lạc bộ Viettel có rất nhiều cầu thủ rất là tài năng cho đến thời điểm này, cũng như là Thanh Bình hoặc là Nhâm Mạnh Dũng, thì đó là những cầu thủ có thể tỏa sáng cho những mùa tiếp theo. Còn đối với Đức thì Đức luôn ra sân và cống hết mình và cố gắng có những gì thì sẽ chỉ bảo được anh em. Vâng, và tôi cảm thấy quả thật là Đức ra sân và cống hiến hết mình, vì theo thống kê là Đức đã đá tổng cộng 20 trận, đá hết tất cả các trận. Và Đức có biết là người ta đã thống kê được là số phút thi đấu của Đức là 1736 phút và ghi được 5 bàn thắng. Vậy thì trong số 5 bàn thắng đó thì bàn thắng nào thì Đức cảm thấy là đáng nhớ nhất mùa giải năm nay? Mùa giải năm nay thì Đức ấn tượng nhất với bàn thắng của mình đó là bàn thắng vào lưới Bình Định và là một pha đánh đầu. Và như mọi người cũng đã thấy thì trước giờ Đức đã rất ít khi ghi bàn thắng bằng đầu. Thế nên là vì thế nên là cảm thấy là xúc động nhất. Vậy thì trong 5 pha kiến tạo cho đồng đội thì
ở trận đấu nào là đáng nhớ nhất và mang đến một tính chất quyết định để thay đổi trận đấu đó? Tôi nghĩ có thể đó là trận đấu với cả Công an Hà Nội ở giai đoạn đầu mùa, pha chuyền bóng cho anh Bùi Tiến Dũng ghi bàn. Vâng, và tôi vẫn có một ấn tượng rất là tốt với Đức, đó là Đức đã ghi được 5 bàn thắng. Tuy nhiên là Đức đã có thể ghi nhiều hơn 5 bàn thắng. Có một trận đấu mà Viettel gặp câu lạc bộ Topelen Bình Định hay là Hà Tĩnh đúng không ạ? Mà bạn đã ghi được một cú đúp bàn thắng, và sau đó tôi vẫn nhớ là có một pha penalty mà bạn đã nhường cho người đồng đội của mình là Đức Chiến. Vậy thì lúc đó thì tại sao mình không hướng tới thành tích cá nhân một chút và cảm nghĩ của Đức khi mà nhường bàn penalty đấy, cú đá penalty đấy cho đồng đội của mình ạ? Đối với Đức thì cái việc ghi bàn rất là vui và rất là quan trọng rồi, nhưng mà cái việc mà có thể chia sẻ được bàn thắng cũng như là với Đức thì đồng đội có thể, bất cứ ai có thể, đồng đội trên sân có thể ghi bàn được, Đức đều rất là vui. Thế Đức không có đặt nặng cái vấn đề thành tích là Đức có thể ghi được hat-trick trong trận đấu đó. Còn Đức thấy có thể thành tích của toàn đội luôn là đặt lên trên hết. Vâng, và đó cũng không phải là bàn thắng duy nhất mà Đức nhường cho đồng đội bàn đá penalty đúng không ạ, ở mùa giải năm nay ạ? Đức nghĩ ạ. Vâng, có một người bạn đã nói với tôi là năm nay thì Đức đã nhường khoảng 3 quả đá penalty. Đó có thể không phải là con số chính xác, nhưng tôi tin rằng cũng đã nói lên một phẩm chất phần nào đó của Đức. Đó là cũng rất là tinh thần đồng đội, vì các bạn thi đấu vì sắc áo của câu lạc bộ chứ không phải vì cá nhân mình. Tuy nhiên là bạn vẫn được danh hiệu xuất sắc nhất. Vậy thì ở thời điểm hiện tại thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, tôi biết là các bạn sau khi kết thúc mùa giải thì có hài lòng với kết quả mà đã đạt ra chưa? Nói thực ra thì ở mùa giải hôm nay thì mục tiêu của toàn đội cũng như là trung tâm đề ra thì đã được hoàn thành, là lọt vào top 3 và cạnh tranh chức vô địch. Nhưng mà cũng hơi tiếc nuối vì không có thể đi được đến cái mục đích cuối cùng, đó là đạt chức vô địch. Nhưng mà toàn đội đã kết thúc mùa giải và cũng đã hứa hẹn với nhau là sẽ trở lại mùa giải năm sau có thể là tuyệt vời hơn nữa và cố gắng đạt được chức vô địch. Vậy thì đến với lễ trao giải ở buổi tối ngày hôm nay thì có điều gì làm bạn cảm thấy ấn tượng nhất ạ? Đối với Đức thì cái điều ấn tượng nhất chắc vẫn là bản thân, thì Đức khá bất ngờ khi hôm nay đạt được giải cầu thủ xuất sắc nhất của mùa. Đó là cái điều ấn tượng nhất. Vâng, và tôi có chú ý tới là bàn thắng đẹp nhất thì được bầu chọn cho cầu thủ Phi Sơn. Không biết là Đức có nhớ bàn thắng đó không? Và chúng tôi cũng xin trường quay cho một chút hình ảnh bàn thắng của Phi Sơn đã đạt được danh hiệu, đó là bàn thắng đẹp nhất mùa giải V-League năm 2023, để chúng tôi có thể bàn luận một đôi chút về bàn thắng này. Vâng, đây là một bàn thắng chắc mọi người hay gọi là xe đạp chổng ngược đúng không ạ? Tôi cũng không quá rõ. Đây chính là bàn thắng của Phi Sơn, đỡ một nhịp và sau đó đã ngay lập tức ghi bàn. Vâng, Đức có trí nhớ chút nào về bàn thắng này và có thể nói qua về bàn thắng này trong ký ức của bạn không ạ? Đức cũng có xem lại bàn thắng của anh Sơn và Đức thấy ở V-League có rất nhiều bàn thắng đẹp, nhưng mà Đức phải công nhận đây là bàn thắng đẹp nhất mùa giải hôm nay và chúc mừng anh Sơn đã có được bàn thắng đẹp trong sự nghiệp của mình. Vâng, vậy thì Đức đã bao giờ thử ghi bàn như thế này chưa? Tôi không nhớ là liệu Đức đã có một pha ghi bàn nào như thế này chưa? Vừa rồi có trận đá với cả Cúp Gia với cả Hà Nội, cũng có một pha Đức cũng làm như thế này, nhưng mà rất tiếc là không thành bàn thắng. Không thành bàn đúng không ạ? Vậy thì tôi cũng sẽ chờ mùa giải năm sau để chờ đợi xem là có được, tôi chắc chắn là tôi sẽ ghi lại hình ảnh đấy của Đức. Vậy thì tôi thấy là trên trang cá nhân thì Hoàng Đức cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh là bạn học ngoại ngữ. Bạn học thêm tiếng gì đấy ạ? Hiện tại thì Đức đang học thêm tiếng Anh. Tiếng Anh ạ. Vậy thì khi mà rất nhiều giới chuyên môn khi mà nhìn vào hình ảnh đấy, Hoàng Đức đang học tiếng Anh, thế chắc là có lẽ là sắp đi thi đấu nước ngoài rồi. Vậy thông tin đó có chuẩn hay không? Và tôi biết là bạn không thể đưa ra một cái câu trả lời chính xác, thế nhưng vậy trong tương lai bạn có dự định là đi thi đấu ở nước ngoài hay không? Cái việc mà đi thi đấu nước ngoài thì hiện tại thì Đức cũng chưa có thể trả lời câu hỏi chính xác. Còn cái việc tương lai thì Đức luôn sẵn sàng nếu khi có cơ hội. Còn việc trước mắt thì Đức vẫn đang luôn cống hiến cho câu lạc bộ cũng như là bóng đá của Việt Nam. Còn nếu mà có một khoảng thời gian nhất định nào đó và có thể xác định được thì Đức luôn sẵn sàng để ra nước ngoài thi đấu. Vâng, vậy thì nhìn vào những tấm gương các cầu thủ đã qua đi thi đấu ở nước ngoài thì bạn cảm thấy là nếu như có cơ hội thì bạn sẽ phải rèn luyện hay là có thêm những hành trang gì cho bản thân? Và tôi nghĩ đầu tiên đó là thể lực đúng không ạ? Đức nghĩ thể lực là một cái điều quan trọng nhất trong bóng đá và cái điều mà quan trọng nhất mà Đức thấy được nếu mà cầu thủ ra nước ngoài thi đấu có thể vấn đề giao tiếp đấy. Vâng, cũng chính vì vậy mà học tiếng Anh thì cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Tôi cảm thấy là sự tự tin khi mà được hòa mình với đồng đội thì cũng là một yếu tố cũng quan trọng đúng không ạ? Vâng, chúng ta đang nhìn lại hình ảnh những bàn thắng của chính Hoàng Đức. Vâng, vậy thì
Vậy kế hoạch trong tương lai, chúng ta không nói về chuyện là liệu có đi thi đấu nước ngoài không nữa, về kế hoạch trong tương lai gần của Đức bây giờ là gì? Với kế hoạch mà hàng năm Đức luôn đặt ra là Đức luôn sẽ cố gắng bản thân hơn nữa và đạt được một cái mục tiêu cá nhân cũng như là mục tiêu cho toàn đội, là để đạt được cái mục tiêu cao nhất, đó là chinh phục được V-League và có thể là ở đội tuyển quốc gia thì có thể đạt được những thành công nhất định, và cũng như là mục tiêu cuối cùng đó là chức vô địch của các giải đấu. Dạ vâng, Nhung Anh cùng bản tin 360 độ thể thao cũng xin được chúc Hoàng Đức những điều tốt nhất trong tương lai và hy vọng là những dự định của bạn cũng sẽ trở thành hiện thực với nỗ lực và cố gắng của bản thân. Và cho tôi đập tay bạn một chút để chúc mừng những thành tích mà Đức có được trong năm 2023.